Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube này thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Andy Lu. Hiện nay mình đang là OCLC IRB đang làm việc tại Văn học Yesterday Toronto. Thì đây là một kênh YouTube nói về những vấn đề liên quan đến du học, định cư cũng như cuộc sống ở Canada. Nếu đây là chủ đề mà các bạn có quan tâm thì các bạn nhớ follow, subscribe và like video này để mình có thể gặp nhau hàng tuần nói chuyện nhiều hơn về du học, định cư cũng như cuộc sống tại Canada. Ok. Nếu như các bạn đã bấm vào video này rồi thì mình nghĩ là các bạn cũng có một phần hứng thú nào đó đối với đất nước Canada, như là các bạn cũng mong muốn đến du học hoặc là định cư đến Canada đúng không? Nhưng mà hôm nay mình xuất hiện trong video này, mình muốn nói về những cái điều mà có vẻ như là ít người nhắc đến cho các bạn biết. Chắc là các bạn cũng nghe nhiều về cái việc là đất nước Canada nó tuyệt vời, nó hoa mỹ, nó đẹp đẽ như thế nào. Nhưng mà mình đã có kinh nghiệm sống và học tập và làm việc ở Canada hơn 10 mấy năm rồi, nên là mình cũng có một số trải nghiệm mình muốn chia sẻ đến mọi người trong video này để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý cho cái cuộc hành trình mà du học cũng như là mình sẽ sinh sống lâu dài tại Canada. Và nếu như các bạn có thể chấp nhận 8 điều này thì mình nghĩ là các bạn đã sẵn sàng đến Canada rồi đó. Ok, let's go. Điều đầu tiên mình muốn nhắc đến trong cái video ngày hôm nay đó chính là khí hậu. Khi mà nhắc đến Canada thì các bạn cũng biết đây là một cái đất nước là rất 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 là lạnh. Đó không phải là lời đồn đâu mọi người, nhất là mọi người sống tại những cái thành phố hoặc là những tỉnh bang như là Ontario hoặc là Manitoba thì các bạn càng phải chịu cái lạnh đó nhiều hơn những bạn sống tại tỉnh bang BC nhiều hơn. Thì chẳng hạn như anh đi sống tại Toronto, Ontario thì cái lạnh ở ở Ontario, ở Toronto này thường sẽ kéo dài từ 6 đến 7 tháng. Mình nghĩ là bắt đầu vào tháng 11 đã bắt đầu lạnh rồi, và lạnh kéo dài cho đến khi mà tháng tháng 4, tháng 5 thì vẫn còn lạnh luôn á. Có những năm á, là tháng 10 đã bắt đầu có tuyết rồi đó mọi người. Thì giờ nếu mà các bạn có những cái bệnh lý mà về cái việc mà không thể chấp nhận được cái độ lạnh của Canada thì các bạn nên suy xét một chút về việc đến Canada để mà du học hoặc là sinh sống ở đây. Tại vì là cái lạnh ở Canada này thì có thể xuống đến là âm mười mấy độ cũng có, nhưng mà có một cái là nó sẽ làm cho mình cảm thấy là actually là thật ra nó âm đến 30 40 độ cũng có. Đó là chuyện rất bình thường xảy ra ở Canada, và những trận mà bão tuyết là thường xuyên xảy ra ở Canada luôn, hoặc là những thành phố lớn như Toronto thì bão tuyết cũng thường xuyên xảy ra. Thì khi mà bão tuyết xảy ra rồi thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác biệt khi mà so với những gì mình nghĩ về tuyết, như là đường xá sẽ rất là dơ, tại vì là khi mà tuyết nó ngập lên rồi, khi mà bắt đầu nếu mà thời tiết hôm sau khi mà tuyết nó xuống á, mà thời tiết nó lạnh á, thì tuyết sẽ bắt đầu đóng băng, thì lúc đó đường đi rất là trơn trượt, các bạn đi đón xe bus hoặc là đi lại thì nó sẽ cũng dễ bị ngã, bị té nè. Còn nếu mà hôm sau mà buổi trận tuyết lớn á, mà thời tiết ấm lên á, thì tuyết bắt đầu sẽ tan ra và sẽ trở thành những cái bãi sình lầy rất là dơ ở ngoài đường, nên là mọi người đi lại cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đó luôn. Đó thì nói chung là tuyết chỉ đẹp khi mà ngay đúng cái ngày mà tuyết rơi xuống thôi, lúc đó chúng ta có thể selfie rồi chúng ta quay story tự sướng các kiểu cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà thật ra mà sau những trận tuyết luôn luôn là những cái hậu quả mà không phải ai cũng enjoy được. Và khi mà thời tiết lạnh như vậy á, thì các bạn sẽ rất là dễ mắc phải những cái bệnh giống như là mình bị viêm xoang nè, hoặc là mình bị cảm cúm nè. Thì đó là những cái bệnh mà nếu mà các bạn dễ bị mắc phải những bệnh đó, hoặc là mình đã có tiền sử là bị viêm xoang gì rồi, thì mình cũng nên suy xét một chút là mình cũng nên có những cái cách để làm sao để mình có thể giữ ấm cho bản thân mình cũng như là phòng tránh những bệnh đó, như là mặc thêm áo ấm nhiều nè, mình có khăn choàng cổ hay là mặc thêm nhiều lớp áo bên trong để mình có thể giữ ấm cho bản thân mình nếu mà mình cần thiết phải đi ra ngoài đường để mà đón xe bus, hoặc là mình đi chợ, hoặc là mình đi làm, hoặc là mình đi học. Thì đó là những cái tips mà mình phải biết trước khi mình đến Canada sinh sống.
Thì khi mà thời tiết lạnh như vậy á, thì cái việc mà bản thân mình bị cảm hoặc là bị ốm là cái chuyện rất là xảy ra rất là thường xuyên. Canada này khi mà bị bệnh như vậy thì các bạn cũng nghe rất là nhiều người nói về cái việc là y tế Canada là số 1 hàng đầu thế giới đúng không? Thì ok, mình chấp nhận cái việc là y tế Canada sẽ rất là ổn về cái mặt mà chữa trị cũng như là tiên tiến trong việc mà chữa bệnh cũng như là y học ở Canada. Mình cũng chấp nhận một điều nữa là ở Canada các bạn du học sinh khi đến du học hoặc là các bạn định cư ở đây rồi thì khi du học các bạn sẽ có cái bảo hiểm từ trong trường, thì các bạn sẽ dùng bảo hiểm đó để mà đến khám chữa bệnh miễn phí. Và khi mà các bạn trở thành thường trú nhân tại Canada rồi thì các bạn đi làm rồi các bạn cũng sẽ được cấp OHIP hoặc là những cái hệ thống y tế, những cái thẻ y tế bảo hiểm của cái tỉnh bang mà các bạn sinh sống ở đó. Thì với những cái thẻ y tế bảo hiểm này các bạn cũng sẽ được khám bệnh chữa bệnh miễn phí. Đó là những mặt tốt về y tế, nhưng mà các bạn phải chấp nhận một cái điều là khi mà y tế nó đã miễn phí rồi thì các bạn phải cạnh tranh với lại những người khác khi mà các bạn đến khám chữa bệnh. Từ cái việc mà mình đi khám bệnh family doctor, giống như mình đi đến một cái clinic, một cái nơi khám bệnh mà bác sĩ gia đình thôi, mình cũng phải book appointment, mình vẫn phải đặt hẹn, mình vẫn phải ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ ở đó để mà gặp được các bác sĩ. Đó là một chuyện. Thì khi đó là cái chuyện mà chờ mà mình nghĩ là chờ nhanh nhất trong tất cả những cái loại chờ y tế Canada đó, đó là family doctor. Nếu mà các bạn không may mắn cần phải vô những phòng phòng mà cấp cứu emergency room của trong bệnh viện á, thì cái thời gian các bạn cần phải chờ trong bệnh viện nó còn dài hơn nữa, nó kéo dài từ mình nghĩ ít nhất cũng phải 5-6 tiếng trở lên, có những bạn chờ đến 20 mấy tiếng cũng có trong bệnh viện để mà được gặp bác sĩ và chữa cái bệnh của mình. Và không những là khám chữa bệnh như là family doctor hay là mình đến emergency room, mà đến khi mà các bạn định cư ở đây rồi, các bạn mà có con cái hoặc là các bạn có vợ có mang thai, thì khi mà mình khám thai hoặc là những cái giống vậy á, thì các bạn cũng phải chờ đợi rất là lâu trong bệnh viện cũng như là trong những cái clinic của những bác sĩ, mà nhất là các bạn chờ những cái specialist nha. Mình có những căn bệnh mà liên quan đến rất là riêng, kiểu như là mình bệnh bệnh về da hoặc là mình bệnh về mắt chẳng hạn, thì mình phải đến những cái bác sĩ chuyên khoa, thì cái độ dài độ thời gian các bạn cần phải chờ cho những cái người bác sĩ chuyên chuyên khoa này á, là còn lâu hơn nữa. Đó đó là cái mà mình phải chấp nhận nếu mà mình đến sống và cũng như là học tập và định cư ở Canada. Điều thứ ba mà các bạn cần phải chấp nhận khi mà mình đến du học và sinh sống tại Canada đó chính là thuế. Thuế ở Canada là một câu chuyện rất là dài, vì các bạn phải đóng thuế ở tất cả mọi mặt trận mà mình bước chân qua luôn. Chẳng hạn như là mình đi ăn uống, mình đi chợ, hoặc là mình đi khám bệnh, hoặc là mình đi làm một cái việc gì đó, mình có sử dụng một cái dịch vụ gì đó thì mình đều phải đóng thuế hết. Thì đó là cái thuế mà các bạn chi trả cho dịch vụ cũng như sản phẩm mà mình mua về. Ngoài cái thuế đó ra thì các bạn khi mà mình đi làm thêm hoặc là mình tốt nghiệp ra rồi mình đi làm full time, thì các bạn sau khi mình được trả lương rồi các bạn vẫn phải đóng rất là nhiều những cái loại thuế khác nhau, thuế thu nhập cá nhân của bản thân mình nè, nếu mà các bạn có business thì các bạn cũng sẽ đóng những cái thuế về doanh thu của doanh nghiệp của mình đó. Thì đó là những cái điều mà các bạn phải chấp nhận nếu mà các bạn sống tại Canada, đó là mình phải đóng thuế rất là nhiều. Thì đó có thể là một cái deal breaker đối với nhiều bạn, tại nhiều bạn nghĩ là khi mà đến Canada du học á, là mình có thể đi làm part time, đi làm thêm ngoài ngoài giờ học. Các bạn được trả đến 16, 17 đồng một giờ tại những cái tỉnh bang lớn. Nhưng mà thực ra cái số tiền các bạn nhận về á là bị trừ đi rất là nhiều rồi. Ngoài thuế ra thì các bạn cần phải đóng những cái thứ khác nữa như là CPP hoặc là EI, những cái tiền mà các bạn đóng cho lương hưu cũng như lương thất nghiệp của bản thân mình khi mà mình đi làm ở Canada. Thì số tiền các bạn thu về có thể tính toán ra nó sẽ không giống như là cái bài toán các bạn đã tính khi còn ở bên Việt Nam nữa. Khi mà nói về thuế á, thì thuế dịch vụ và sản phẩm ở từng tỉnh bang sẽ khác nhau nữa, nên là các bạn sinh sống tại những tỉnh bang như là Alberta thì các bạn ố lộn ở đúng là Alberta thì các bạn sẽ đóng phần thuế ít hơn khi mà sử dụng dịch vụ cũng như mua sản phẩm, chỉ là 5% thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn sinh sống tại những tỉnh bang giống như là ở ngoài những cái vùng đảo của Atlantic á, thì thuế của các bạn sẽ thường cao hơn là 15% lận. Nếu mà các bạn sinh sống tại Ontario thì thuế các bạn sẽ là 13%. Nếu mà các bạn giỏi tiếng Pháp muốn sinh sống tại Quebec cho nó fancy thì các bạn phải đóng cái phần thuế là 14.95%, mình không biết tại sao 14.975 cho Quebec. Thì đó là phần thuế các bạn cần phải đóng. Còn ngoài ra thì thuế thu nhập của các bạn sẽ dao động từ hai mươi mấy đến ba mấy phần trăm cũng có, tùy theo thu nhập của từng người vào cái năm đó.
Ngoài thuế ra thì một cái phần tiền nữa các bạn cần phải trả khi mà mình sử dụng dịch vụ cũng như ăn nhà hàng ngoài tại Canada, thì đó là cái phần mà tiền tip, đó là điều thứ tư mình muốn nói với các bạn trong video này. Nếu mà các bạn không chấp nhận được cái văn hóa tip thì mình nghĩ là Canada sẽ là một đất nước các bạn sẽ hơi khó sống đó. Tại nếu mà mình đi ăn uống ngoài nhà hàng hay là mình sử dụng những dịch vụ như là mình đi làm nail hay là mình đi làm tóc mà mình không tip cho những bạn đó, thì các bạn sẽ được nhận lại những cái thái độ rất là khá là lòi lõm từ những nhân viên phục vụ ở Canada này. Thì mọi người khi mà làm dịch vụ tại Canada thì mọi người cũng rất là quen với việc là mình phải, ngoài cái mức lương basic mà những người đó nhận được là đã khá là thấp rồi, nên là người ta expect, người ta mong chờ cái phần tiền tip đó rất là nhiều. Nên là khi mình sử dụng dịch vụ hoặc là ăn uống tại Canada mình mà không không trả tip á, thì mình sẽ không có được đối đãi mà nó chu đáo lắm đó mọi người. Cái phần tip của Canada này á, thường thì mình thấy là nếu mà các bạn ăn ở những cái nơi mà nó rẻ tiền một chút, trong Ontario á, những cái nhà hàng mà nó nhỏ hơn, thì các bạn sẽ tip từ 10 đến 12%, 15% cũng có. Nhưng mà nếu mà các bạn đến những nhà hàng mà nó sang trọng hơn một chút, hoặc là các bạn đi 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 ăn uống cùng với bạn bè của mình mà đông một chút, trong những cái bàn từ 8-10 người trở lên, thì thường nhà hàng sẽ yêu cầu mình tiếp từ 18 đến 20% cũng có, thì cái đó tùy lòng hảo tâm của mọi người. Nhưng mà đó là cái mức tiếp trung bình mà các bạn cần phải lưu ý khi mà đến sinh sống tại Canada. Ok, bây giờ mình sẽ làm một bài toán thử cho mọi người thấy là cái phần thuế và phần tip đó ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của các bạn hàng ngày nha. Thí dụ mình đi ăn một bát phở ở Toronto thôi, thì bát phở mà size medium ở Toronto bây giờ mình nghĩ chắc cũng tầm 15 đô rồi đó. Nếu mà 15 đô mà mình nhân cho 13%, nếu các bạn ăn Toronto thì các bạn cộng thêm cho 1 đồng 95 là cái phần thuế rồi. Đó thì nó sẽ ra số tiền là 16 đô 95, và các bạn cần phải tiếp thêm 15% nữa thì số tiền mà cuối cùng các bạn cần phải trả là 19 đô 49, 19 đô 50, cũng là cả 20 đô đó nếu mà các bạn đi ăn một bát phở. Nhưng mà số tiền các bạn kiếm được từ, thí dụ mình đi làm bưng phở luôn ở trong Toronto đi, thì các bạn sẽ được lãnh là mình nghĩ chắc là 16 đồng một giờ, thêm 16 đồng tới 16 đồng rưỡi, thì bây giờ 16 đồng rưỡi một giờ đi, thì một giờ đó các bạn trừ cái tiền mà thuế các bạn cần phải đóng, thuế thu nhập cá nhân ra và CVP rồi EI ra, thì các bạn làm chắc là tầm 2 giờ đồng hồ thì các bạn mới đủ để ăn một bát phở thôi. Đó thì đó là cái bài toán các bạn cần phải tính nếu các bạn đến sống tại Canada. Điều tiếp theo mà mình nhắc đến trong cái video này đến Canada đó là việc mà expenses, là cái chi phí sinh hoạt ở Canada quá là cao. Mà điều đó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ hai cái điều mình nói đằng trước, đó là văn hóa tip của mình và cái văn hóa đóng thuế rất là nhiều đó. Thì không phải bản thân mình đóng thuế, mà những cái doanh nghiệp họ mở ra Canada này, họ những người làm chủ họ cũng phải đóng thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và những cái loại thuế khác nhau dành cho những cái industry, những cái field khác nhau trong Canada này. Họ họ bán về thực phẩm, như là họ những người nông dân họ trồng trồng trọt đi, họ cũng có một cái loại thuế khác để mà chính phủ Canada đánh, để mà cho những người nông dân đó. Thì khi mà những người nông dân này bị đóng thuế thì tất nhiên là họ phải bán những cái sản phẩm đó cho siêu thị cũng mắc hơn, thì dẫn tới cái việc là cái chi phí sinh hoạt của người dân đây bị tăng cao, là mình phải đi chợ nè cũng bị đắt đỏ nè. Bó rau muống bây giờ mình không biết là còn là bao nhiêu tiền, bó rau muống bây giờ bao nhiêu tiền ta? Bó rau muống bây giờ á, ở Toronto á, chắc cũng tầm bây giờ á, là 4 đồng 99 đến 5 đồng 99 một pound. Thì một pound đó mình không biết là tùy sức ăn của mọi người, nhưng mà chắc là một gia đình hai người chắc là ăn chắc cũng tầm được một ngày một bữa với mình nghĩ. Đó thì đó là số tiền các bạn phải trả cho bó rau muống ở Toronto. Thì đó, ngoài ra thì một cái điều rất là được mọi người chê ở Canada dạo gần đây, đó là cái việc mà rental quá là cao, cái việc mà các bạn đi thuê nhà. Tại vì nhà cửa, bất động sản ở Canada quá là đắt đỏ đi mất, nhất là ở Toronto nữa. Nên là khi mà người chủ họ mua căn nhà đó vô rồi, thì họ phải tìm được một cái số tiền nhất định để họ trả cho cái tiền vay ngân hàng, cái mortgage của người chủ đó. Nên là cái tiền thuê của cái ngôi nhà đó cũng sẽ đắt đi rất là nhiều so cho những bạn mà mình đến chưa mua được nhà, mình cần phải thuê nhà ở Toronto. Như là du học sinh ngày xưa thời mình còn đi học á, 2008 09 á, thì một căn phòng mình thuê lúc đó có một cái washroom bên trong luôn, mà phòng đó ở được hai người á, thì là tầm 500 600 đô thôi. Nhưng mà bây giờ để mà thuê một căn phòng giống như vậy có
private washroom ở trong và ngủ được cho hai người, rộng cỡ đó để được hai cái bàn học á, thì mình nghĩ là chắc cũng tầm 1.200. Mình nghĩ 1.200 á, còn mà phòng bé bé thì bây giờ nhỏ xíu luôn á, mà cũ rít luôn á, thì mình cũng nghĩ là chắc cũng tầm 700-800 rồi. Ừ, 500-600 thì mình 500-600 chắc là ở tỉnh bang mà xa xa chút quá, chứ còn ở Toronto thì mình nghĩ 500-600 thì ít, các bạn phải tranh giành rất là dữ lắm mới tìm được một căn nhà mà nó một căn phòng mà để mà các bạn thuê, để mà các bạn du học sinh sống và học học tập ở đây. Đó, thì đó là cái mức tiền các bạn phải chi trả nếu mà các bạn quyết định đi du học ở Canada hoặc là sinh sống ở Canada, nhất là đến với những cái thành phố lớn như Toronto, Vancouver, thì cái số tiền đó các bạn cần phải chuẩn bị càng phải nhiều hơn nữa. Điều thứ 6 trong video này mình muốn đề cập đó là khi mà đến Canada có một cái điều mà rất là khác so với mình khi mình sống ở Việt Nam, đó là cái văn hóa thân ai nấy lo. Đó là ở Việt Nam thì như các bạn cũng biết đó, mình ở trong nhà hay là mình ở trong một cái con đường nào đó thì luôn luôn ngoài những người anh chị, những người trong gia đình của mình thì mình cũng có làm quen với những người hàng xóm, những người bạn bè trong lớp hay là những người mà mình có thể hang out mà hàng ngày ở trong ở xung quanh nhà mình, đúng không? Thì mình cũng có thể chia sẻ khi mà có vấn đề gì có những người đó giúp đỡ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở Canada này thì cái văn hóa đó nó khác hoàn toàn. Ở bên đây thì mọi người ưa chuộng cái văn hóa mạnh ai nấy sống hơn. Người ta lo cho bản thân người ta cũng đã rất là nặng nề rồi, nên là người ta sẽ có một cái khái niệm trong đầu là người ta không muốn cái việc của một gia đình khác hay một cá thể khác ảnh hưởng đến thời gian cũng như là tài chính cũng như tâm trí của mình nữa. Nên là người sống ở Canada thường thì người ta sẽ tự lo cho bản thân mình nhiều hơn. Thì nếu mà các bạn chuyển đến Canada để du học và định cư á, thì có thể là hơi sốc văn hóa một tí. Nhưng mà nếu mà mọi người thì mọi người có thể nếu mà mọi người muốn sống giống như ở Việt Nam thì chắc có thể cách tốt nhất mà mọi người có thể làm đó là mình làm quen thêm bạn bè mà đến từ cái cùng đất nước của mình, như đến từ Việt Nam luôn, từ những cộng đồng ở trên mạng. Thì mình cũng phải rà soát một chút xíu, chứ không phải là bạn bè nào cùng quê hương của mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mình đâu. Nên là cái này thì tùy mọi người thôi, nhưng mà đó là một phần mà mình cần phải chuẩn bị tâm lý nếu mình đến sống tại Canada. Điều số 7 trong video ngày hôm nay khi mà cũng là nói về văn hóa luôn, đó là silent racism, thì dịch cho tiếng Việt có nghĩa là sự kỳ thị thầm lặng. Có nghĩa là người ta ở Canada này thì thật ra những cái việc mà kỳ thị về sắc tộc cũng như tôn giáo cũng như là về màu da hay là đất nước, thì những cái đó mình thấy là kỳ thị ra mặt thì người ta cũng ít lắm. Ít có những cái chuyện nó xảy ra, chẳng hạn như là người ta sẽ không có chủ động tấn công mình nếu mà người ta thấy mình là một cái sắc tộc khác, hay là người ta chủ động người ta chửi mắng mình nếu mà mình là một cái sắc tộc khác. Nhưng mà sẽ có sự kỳ thị thầm lặng một chút, chẳng hạn như là mình ví dụ cho mọi người thấy là có một cái luật ngầm mà mọi người nên hiểu nếu mọi người đến sống và học tập tại Canada này. Thì cái luật ngầm này thì mình thấy được một cái điều rất là rõ từ một cái chia sẻ của một người bạn mà sinh ra ở Canada này của mình. Thì bạn ấy cũng là người Việt, nhưng bạn ấy sinh đẻ ở Canada này. Thì khi mà bạn ấy sinh đẻ ở Canada này á, thì bố mẹ của bạn ấy đặt cho bạn ấy một cái tên là tên tiếng Việt hoàn toàn, không hề có một chữ tiếng Anh luôn. Thì tuy là bạn ấy nói chuyện tiếng Anh rất là trôi chảy, về ngôn ngữ, mặt ngôn ngữ hay là văn hóa không có vấn đề gì hết, nhưng mà chỉ vì cái tên của bạn ấy là tên tiếng Việt, khi mà bạn ấy đặt cái tên đó vào trong cái đơn xin việc, cái resume của mình để mà xin việc tại Canada, thì bạn ấy cũng nhận được cái sự phân biệt thầm lặng đó từ những công ty ở Canada này. Khi mà nhìn thấy những người chủ doanh nghiệp ở đây, khi mà họ nhìn thấy một người mà có tên nước ngoài mà quá là lẫm với họ, để mà họ khó để mà họ có thể gọi á, thì họ cũng có một cái suy nghĩ rất là khác so với những cái người mà có tên mà quen thuộc và dễ gọi đối với họ. Thì họ sẽ có một cái cách nhìn khác đối với mình. Thì đó là một trong những cái mà sự phân biệt thầm lặng mà mình có thể cảm nhận được khi mà mình sống ở Canada này. Còn một số cái sự phân biệt khác nữa, như là khi mà mình không phải là người da trắng, mình đến sử dụng những cái dịch vụ tại Canada này, những dịch vụ mà nó, hoặc là đi đến những nhà hàng mà nó sang trọng chút xíu á, thì cách đối xử của những người mà phục vụ ở đó thì họ cũng sẽ, mình theo cảm nhận bản thân mình nha, là có nghĩa là mình cảm thấy họ hơi giả tạo một chút á. Nghĩa là mình không, họ thân thiện đó, nhưng mà mình cảm thấy sự thân thiện đó là chỉ để lấy tiền tiếp, thay vì là họ thực sự là thân thiện với mình. Đó, thì đó là cái mình cảm nhận được. Không biết là các bạn khi mà qua Canada này, các bạn có cảm thấy điều đó hay không?
Điều thứ 8, điều cuối cùng trong video này thì tuy là điều cuối cùng trong video này nhưng đó là ải đầu tiên mà các bạn cần phải vượt qua khi mà các bạn đến du học cũng như sinh sống tại Canada. Đó là các bạn phải đối mặt với bộ di trú Canada. Mình thì mình làm trong lĩnh vực du học định cư cũng như mình làm việc với bộ di trú khá là nhiều, nên là mình cũng có một số cách nhìn nó hơi maybe khác với những bạn mà không làm trong ngành. Mình nghĩ bộ di trú Canada có rất là nhiều điểm cần phải improve, cần phải cải thiện để cho nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn đến du học và sinh sống tại Canada thì mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái thời gian dài các bạn phải deal, các bạn phải làm việc và trải nghiệm và chịu đựng cái sự mà những mặt tối trong cái việc mà bộ di trú Canada, chẳng hạn như là rất là nhiều thứ mình không có điều khiển, không có control được nếu mà mình come to cái việc là mình đối mặt với bộ di trú. Chẳng hạn như là hồ sơ của mình nộp đi, processing time, thời gian xét duyệt hồ sơ trên website của bộ di trú chỉ là để các bạn tham khảo thôi. Họ có thể để đó là 2 tuần hoặc là 2 tháng, nhưng mà thật ra họ có thể xét các bạn 2 năm mà các bạn hoàn toàn không thể làm gì được hết. Đó là cái điều mà các bạn phải chấp nhận nếu mà các bạn muốn sinh sống và học tập và làm việc tại Canada. Và bộ di trú thì là một cái hệ thống mà mình cảm thấy là khá là, các bạn biết cái cục mà dẻo mà mình chơi trò chơi mà mình đổ qua đổ vô mà nó flexible, mà cái giống như cái slam vậy. Mình cảm thấy bộ di trú gì đó có thể thiên biến vạn hóa và bất cứ lúc nào, thời điểm nào và theo cái mùa nào cũng được hết. Hôm nay thì bộ di trú có thể nói là các bạn có thể xin cái work permit cho vợ chồng của mình, nhưng mà ngày mai thì lại không được nữa, thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường, các bạn phải chấp nhận. Hôm nay bộ di trú cảm thấy là ngành nghề này các bạn dễ dàng định cư tại Saskatchewan, nhưng mà ngày mai họ không cần nữa, họ thì loại khỏi ngành nghề đó, ra khỏi cái hệ thống ngay. Mà đúng cái năm đó thì mình tốt nghiệp cái ngành đó ra, thì các bạn cũng phải chịu nhận và chấp nhận và phải tìm một con đường khác để mình, nếu mà các bạn muốn định cư cũng như là học tập tại Canada, thì đó là một trong những cái điều mà các bạn cần phải đối mặt. Ok, thì video của mình thì hôm nay chỉ có 8 điều này thôi. Thì không biết là trên 8 điều này thì có điểm nào các bạn cảm thấy là các bạn hoàn toàn không chấp nhận được không, để mà các bạn quyết định là không đến Canada luôn. Các bạn có thể comment bên dưới để mình biết nhé. Hoặc là các bạn có những điều nào các bạn cảm thấy Canada có nhưng mà mình chưa đề cập ra, thì các bạn cũng có thể đề cập ở dưới phần comment để mà chia sẻ thêm cho những bạn mà theo dõi cái video này, để mà cộng đồng mình có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi mà đến du học cũng như định cư và sống tại Canada lâu dài. Ok, video của mình đến đây chỉ có như vậy thôi. Thì hy vọng mọi người thích và mọi người có thể like video này và chia sẻ nó đến bạn bè cũng như người thân của mình, để nhiều người có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn trước khi đến Canada sinh sống và du học. Ok, vậy thôi ha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video sau. Bye bye.